Hello, chào các bạn, mình là Snoopy Giang Đẹp đây. Yeah. Bây giờ mình đang ở nhà. Nhưng mà có một vấn đề rất là lớn các bạn ạ. Là ngày mai mình sẽ quay trở lại Nhật. Nhưng mà mình phải giải quyết cái đống này. Làm sao để cho được vào trong vali của mình, trong khi mình chỉ có hai cái vali cỡ này. Thật đấy các bạn, mình thấy mọi người về Việt Nam không mang đồ ăn các thứ sang. Nó thật là mình về Việt Nam mình ăn chán rồi. Mình không mang đồ ăn sang nữa. Mà cũng không mang đồ ăn sang cho vợ mình. Tại sao? Vợ mình mấy tháng nữa vợ mình cũng về. Thế nên là vấn đề của mình bây giờ là mình sẽ mang những cái này qua Nhật. Các bạn có thấy lạ không? Ở bên Nhật mua Gundam không dễ à, mà phải về Việt Nam mua kiểu vậy đúng không? Nhưng mà thực sự ấy thì ở Việt Nam có nhiều mẫu nhá, mà ở Nhật giờ nó không còn đâu các bạn. Nhật thì người chơi Gundam cũng nhiều, và người Trung Quốc qua Nhật người ta mua cũng nhiều. Nhưng ở Việt Nam mình thì những người chơi Gundam vẫn còn khá là bé, khá là ít. Đấy, tất nhiên là nó sẽ có những cái hội nhóm rất là lớn, nhưng mà ý là nếu mà so tỷ lệ thì nó không thể nào bằng Nhật được. Thế nên là hôm qua thì mình có đi lùng rất là nhiều những cái shop lớn ở Việt Nam, và cuối cùng mình cũng tìm được một vài con rất là hiếm. Thì mình cũng có check ở bên Nhật rồi. Thứ nhất là giá nó cao hơn ở bên Nhật, và thứ hai nữa đó là ở bên Nhật không còn ai bán những cái mẫu này nữa. Mình có mua một mẫu mega size ở đây, hộp vẫn còn rất mới. Thì cái mẫu này thì chắc chắn rồi, ở bên Nhật nó vẫn còn, nhưng mà nó hơi đắt các bạn ạ. Mình mua ở Việt Nam được giá khá là mát. Đấy, cái thứ hai nữa là con này. Con này thì hiện tại ở Nhật giá khá là mắc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gần như không còn ai bán. Thì đây, MG thôi nhưng mà cái hộp MG thôi nhưng mà cái hộp của nó rất là to. Đấy, thậm chí là to như là hộp mega size luôn. Đấy, cái số 3 nữa là mình tìm được một con này Gui phần 100 Bandai luôn các bạn, Bandai tem đỏ luôn. Đó, con này thì mấy bạn nào mà xem phim thì mới biết nhá. Mấy con này thì mình nói thật sự là mình nhìn ở Nhật lâu rồi, mình cũng chưa thấy con này bao giờ luôn. Đấy, mình thấy lạ nên là mình lấy sang thôi. Tiếp theo nữa là con này. Con này thì mình ở Nhật là mình không thấy bao giờ luôn. Không, chưa bao giờ thấy ở Nhật luôn. Nhưng mà về Việt Nam thấy anh ấy bảo là con này một dạo nó rất là hot, và bây giờ nó chỉ còn có mỗi một con này thôi. Mấy bạn Việt Nam thì có vẻ hình như là không thích con này cho lắm, nhưng mà ở bên Nhật là không còn. Đó, tiếp theo nữa là con này. Nhưng mà vấn đề là cái con này ấy, thì ở Việt Nam mình không biết là bán bao nhiêu, ở Nhật không biết bán bao nhiêu, nhưng mà mình được Hakuda tặng. Đó, mang về chơi luôn. Bài toán được đặt ra với mình lúc này đó là làm sao để bỏ con voi vào tủ lạnh. Ý lộn, để bỏ tất cả những đống Gundam này vào cái vali bé bé ở chỗ kia. Khó, nói chung là khó. Mình thì đang dự tính tới trường hợp đó là mình sẽ bỏ hết hộp đi. Mình để mỗi part đồ chơi vào trong thôi. Thật ra thì mình thiên về cái cách đó là bóc hết đồ ra, bóc hết hộp, vứt hộp ở nhà, mang một pack sang thôi. Đó, tại sao mình sẽ giải thích cho các bạn nghe ngay. Khi mình tách pack ra như vậy, vợ mình không biết mình mua mấy con các bạn ạ. Ý làm video thì vợ mình xem nó cũng bằng thừa. Không, mình phải chặn vợ mình. Mình chỉ cầm bằng này con ra, mình trộn vào với nhau, xong mình bảo với vợ mình là mình chỉ có hai con Gundam mà thôi. Mình thật là thông minh các bạn ạ. Nói là làm, nhưng mà nó lẫn tát thì sao ta? Nó lẫn tát thì sao? Ok, bỏ qua cái chuyện đấy đi. Thì mình nghĩ là rất là nhiều bạn thắc mắc là bên trong những cái hộp như này thì nó như thế nào. Đấy, thì đây là một con neo Hồng Kông. Đó, mình cứ ban đầu thì cứ nghĩ là con này là con của Trung Quốc, nhưng mà thực ra không phải. Cái anh bán hàng, anh đấy là một người rất là mê Gundam, anh bảo là con này tên nó là neo Hồng Kông. Đó, chứ không phải là nó làm cho bọn Trung Quốc. Nhìn đẹp không các bạn? Đó, có hai phiên bản, một phiên bản màu và một phiên bản màu vàng. Nhưng mà phiên bản màu vàng là phiên bản mới làm lại. Và Bandai thì cũng chưa có dự án để mang neo Hồng Kông này trở lại. Chắc là còn phải lâu nữa. Đây, nhưng mà nó cũng vì là Hồng Kông nên nó cũng hơi Trung Quốc tí các bạn. Nhìn này. Đấy,
tay chân này. Đợt này mình về Việt Nam vừa đi làm và cũng tranh thủ thăm nhà, nhưng mà rất là tiếc là mình chỉ thăm nhà được có một hôm thôi, ngày hôm nay thôi, và ngày mai, đêm ngày mai mình sẽ lên đường đi ra sân bay để mà quay trở lại Nhật, nên là nó cũng hơi gấp đấy các bạn. Nói chung là mình cũng chưa đi được đến đâu cả, nhưng mà thôi quay lại thôi, bởi vì vợ mình ở bên Nhật cũng đang một thân một mình. Thôi toang tới rồi các bạn ơi, tôi không biết cho vào như nào luôn ấy, nhiều đồ quá mà. 8 giờ rồi nhưng mà vẫn chưa xong, mới được một cái các bạn ạ. Nhiều đồ quá mà. Thì bây giờ mình sẽ cất mấy cái hộp này của mình vào trong cái tủ, hoặc là ở trên cái gác kia kìa. Đấy, có mấy cái hộp giày của mình ở trên đấy, mình chỉ để mấy cái hộp đấy thôi. Nhưng mà thôi, mình có lẽ là mình sẽ cất ở trong tủ để cho nó đỡ bị bay mất màu. Sau này về thì vẫn còn chơi hộp được, là cái thứ nhất. Đấy, nếu mà các bạn đang tò mò là mấy cái bộ kia ở đâu thì chưa, mình vẫn chưa sắp xếp xong. Và ngày mai mình sẽ ngồi xuống mình nghĩ cách tiếp. Nhưng mà bây giờ thì muộn quá rồi, nên là nghỉ ngơi đã. Hôm nay mình cũng mệt rồi. The next day. Không đây. Nè. Không cho được đâu mà ơi. Nó lên. Không đóng được vali. Sao lại không đóng được? Không đóng được. Không đóng được. Làm sao mà đóng được? Đấy, thấy chưa? Cháu chỉ sợ là đây này. Giờ nó chỉ cần đáp một cái vali nặng hơn lên trên cái vali này là cái này nó bị ọp xuống này. Đấy là cháu sợ cái đấy thôi. Sao? Ôi sao chứ mẹ, bọn này nó đáp chứ. Đáp chứ có phải là không được các bạn ạ. Mình phải nghĩ cách khác. Bởi vì là hành lý xách tay thì chỉ được có 7 cân thôi. Mà nếu mà xách cái này thì mình sẽ không xách được mấy cái ba lô của mình. Đó, nên là mình đang nghĩ cách khác các bạn. Bây giờ thì tôi nghĩ là tại sao mình nên mua đồ chơi ở Nhật luôn đấy. Mà cũng không bỏ lại được các bạn, không bỏ lại được. 2000 years later. Ui xài ơi. Sau nhiều phút, nhiều giây, nhiều giờ thì cuối cùng mình cũng và mẹ mình cũng đã đóng được cái này. Đấy. Không cần cái này luôn. Đấy thì cái này xách tay các bạn ạ, cái này xách tay. Tuyệt vời. Về nhà lần này đúng là sóng gió thật, nhưng mà qua Nhật lần này gặp vợ mình mới là sóng gió nữa các bạn ạ. Mình không biết giải thích với vợ mình cái đống kia làm sao nữa. Với cả mình bật mí cho các bạn biết, mình lỡ gặp thêm một con Gundam nữa ở Nhật. Chết rồi, nghiện quá rồi các bạn ơi. Thế này mà tôi không nhận được một lời khen từ mấy ông xem video ấy thì tôi nói thật là tôi không biết các ông xem video để làm gì nữa cơ. Tôi không biết sao, nhưng mà trên cương diện là một người mê lắp Gundam, mê Gundam, thì tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm rất tốt rồi, và tôi đã chứng tỏ tôi là một người nghiện có đầu óc. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Snoopy Giang Đẹp, cả tình thương, cần rất nhiều tình thương. Nhớ đồ này đấy, thật là cảm giác.